Ờ, khi làm bất cứ việc thiện gì con luôn gặp trở ngại không được thuận lợi suôn sẻ làm sao để con làm các việc thiện đều được thuận lợi không còn gặp trở ngại xin sự hướng dẫn con cách thực hành thiền tùy niệm phật ờ, thưa quý vị trong kinh pháp cú đức phật có nói như thế này tâm của mình ấy, à, nó giống khi mà chúng ta hành thiện hoặc là khi chúng ta hướng về việc thiện hoặc là khi chúng ta hướng về cái việc giải thoát thì nó giống như con cá mà bị quẳng lên trên bờ vậy đó nó sẽ dễ dùa bởi vì sao bởi vì đó chúng sanh sống theo cái lối bất thiện quen rồi thành ra khi mà họ sống thiện họ rất là khó nó cũng giống như khi mà một cái xe mà quý vị chạy tốc độ nhanh chúng ta không thể nào đảo nghịch lại cái chiều xe liền được. Đấy, mà nếu như mà chúng ta nghịch lại kiểu gì nó cũng sẽ phải phản ứng. Hoặc là khi quý vị quậy cái một cái um, một cái thau nước ha, quý vị xoay nó theo một vòng xoay xoay xoay. Rồi quý vị bất thình tình quý vị xoay ngược lại đó thì chuyện gì nó sẽ ra? nó sẽ có pha, nó sẽ có phản ứng cũng vậy đó à, do chúng sanh ấy sống bất thiện thường xuyên và quen rồi cho nên khi mà mình bắt đầu sống thiện đó, chắc chắn nó phải có phản ứng à. thành ra có nhiều lần xưa nói đó quý vị nên tập đi à. tập sống thiện để chi vậy để nó trở thành một cái thói quen đó rồi đến khi mà quý vị sống bất thiện thì tự nhiên nó sẽ có phản ứng đó là một lý do ừ. lý do đầu tiên là do chúng ta sống bất thiện quen rồi thành ra mình sống thiện thì nó sẽ có phản ứng lý do thứ hai là những người xung quanh của mình ấy họ sống bất thiện quen rồi thành ra khi mà chúng ta sống bất thiện chúng ta có rất nhiều những người bạn rất nhiều những người đồng chung chí hướng sống bất thiện cho nên ấy khi mà chúng ta sống thiện thì họ sẽ phản ứng bởi vì chúng ta sống nghịch lại với họ chúng ta sống ngược lại với họ thì họ sẽ có phản ứng để chi để lôi chúng ta quay trở lại cái lối sống bất thiện Thành ra đó cũng là cái lý do nó khiến cho quý vị sống thiền nó sẽ bị cản trở. Đấy, giống như mà trong một cái nhóm trong một cái tập thể mà nhậu, ăn nhậu đi. Đó mà quý vị ngồi gần, ngồi chung ở đó mà quý vị không có nhậu ấy thì họ sẽ phản ứng Thật ra muốn tránh hai cái chuyện đó muốn tránh cái chuyện này thì mình tránh những cái tập thể đó ra tránh những cộng đồng đó ra tìm kiếm những cái cộng đồng mà họ ưa thích làm thiện ấy. À, ví dụ như những cái nhóm từ thiện à, những cái nhóm mà thích tu thiền à, rồi những cái nhóm mà học kinh nghe pháp thì như vậy cùng chung chí hướng thì khi mà mình hành thiện thì nó sẽ tốt hơn xin đơn cử một cái ví dụ khi mà sư có ý định xuất gia đó thì à, chính những người bạn thân nhất ấy, chính những người bạn thân nhất ở ngoài đời đó họ ngăn cản và họ đưa ra những cái lý do để họ ngăn cản nhưng mà khi mà Sư bày tỏ cái ý định xuất gia đối với những người bạn đạo với những người bạn đồng tu à, những người thường đi chùa chung à, thì những vị đó ủng hộ và thậm chí khi còn chu cấp tiền bạc để mà sư mua vé, sư đến cái thiền viện, sư tu nữa Đấy, cho nên phải có một cái hội chúng phù hợp thì nó sẽ giúp đỡ cho quý vị rất là nhiều Một cái vấn đề nữa là hãy suy nghĩ rằng đây là một cái thử thách Ừ À, chứ còn một chuyện nó dễ dàng quá thì nó đâu có ý nghĩa như có lần ấy, sư đi um, sư chở hai cái bao gạo từ đồng nai à, lên bình thuận à, cúng dường một cái thiền viện ở bình thuận thì trên đường đi đó google map hồi xưa nó không giống như bây giờ rồi cái điện thoại cái sóng 3 g hồi xưa cũng không giống như bây giờ à rồi cái điện thoại hồi xưa cũng không giống như bây giờ. Nói chung á là nó tệ hơn nhiều. À và đi thì bị đủ thứ trở ngại ha. Đầu tiên là đi lạc đường. À thứ hai là chạy vào à, cái đường mà đá sỏi. Cái đường đá đó, đường đá mà đường núi ấy, chứ không phải là cái đường à, à trải nhựa đâu. Rồi lại bị à, bể bánh xe mà cái xe đó là xe không có lớp à, không có cái, cái xe không có ruột mà cái bánh xe không ruột á, thì không phải cái tiệm nào họ cũng có khả năng họ phá cho nên là phải bơm cho nó đầy rồi tranh thủ chạy đi tới cái chỗ nào họ có thể họ vá được cái xe đó rồi té xe đấy thì suy nghĩ đó đây là cái thử thách có nhiều cách nghĩ Cái người mà họ nghĩ không khéo Họ nghĩ là à, mình làm thiện Mình bị cản Nhưng mà khi đó sư nghĩ là Nhờ có những cái thử thách này Thì cái việc mình Làm phước ấy, Nó mới có giá trị Cái giá trị có đôi khi nó không nằm Ở hai cái bao gạo mà mình chở ở sau lưng Mà cái giá trị nằm ở cái chỗ Là cái sự nỗ lực của mình Từ đây mà đi đến chỗ đó mình đã vượt qua nhiều cái trông gai vượt qua nhiều cái trắc trở vượt qua nhiều cái thử thách thì khi mình đạt được cái đó mình cảm thấy nó đáng trân trọng đấy thành ra đó khéo suy nghĩ khéo suy tư ha rồi một vấn đề nữa đó là gì khi làm thiện mà gặp trở ngại hãy nghĩ coi mình có đã tạo cái lỗi gì tương tự trong quá khứ hay không Ví dụ như trong quá khứ mình có cả người ta làm phước hay không? Trong quá khứ mình có cả người ta làm thiện hay không? Trong quá khứ mình có cả người ta tu hay không? Đấy, biết như vậy thì mình không có trách ai hết mà mình hiểu cái cái chuyện đó là cái cái quả mà mình phải nhận ha. Ngoài ra thì khi mà hiểu như vậy lần sau rút kinh nghiệm không có cản ai làm phước thậm chí đó à có một à, có người nhắn tin cho sư hỏi sư một cái vấn đề nhưng mà trước khi sư liên quan tới cái việc làm phước của họ khi mà sư trả lời đó sư phải suy nghĩ rất là lâu bởi vì nếu như mà sư trả lời không có khéo á thì nó sẽ khiến cho họ trùng cái tâm lại và họ không làm phước nữa, họ không làm thiện nữa. Đương nhiên họ không có cúng dường cho sư ha. Mà họ muốn cúng dường cho một cái nơi mà cần ấy, họ muốn làm phước một cái nơi cần. Họ hỏi sư có nên hay không. Sư phải suy nghĩ, tại vì nếu như sư trả lời không khéo á thì mình sẽ cản trở cái việc họ làm thiện. Nhưng mà nếu như mà mình trả lời mà thiếu trách nhiệm á thì có thể họ à, cái đồng tiền của họ sẽ không đi đến được cái nơi cần đến cho nên chỉ riêng cái việc suy nghĩ đó không thôi đó mà sư phải rất là cẩn trọng cho nên cái việc gì mà liên quan đến cái chuyện người ta làm phước á đừng bao giờ cản ha, và đừng bao giờ mình làm cái chuyện gì mà nó có thể ảnh hưởng xấu đến cái chuyện làm phước của người ta rồi một vấn đề nữa là quý vị nếu như mà thường xuyên gặp những cái người thù ghét á, thì nên tập ha tập đề mục từ tâm xin nói hoài phát triển từ tâm thể mà mình gặp cái gì cản trở thì cứ phát triển từ tâm tại sao vậy bởi vì đó người có tự tâm thì luôn luôn được loài người và chư thiên cũng như phi nhân yêu mến thì khi mình được người ta yêu mến á, mình làm cái gì nó cũng thuận lợi còn một khi mình đã bị ghét rồi đó mình làm cái gì nó cũng khó khăn Hừ. bớt nóng giận bớt sân ha cái sân á nó sẽ chiêu cảm thù ghét chiêu cảm oán thù phát triển từ tâm thì như vậy đó con đường của mình đi nó sẽ rộng mở Hừ. À, còn cái um, đề một tùy niệm phật ấy thì quý vị vui lòng quay trở lại cái uh, danh sách phát uh, lớp giáo lý căn bản nền tảng ha ở trong đó có video là um, niệm phật theo truyền thống phật giáo nguyên thủy à, quý vị xem một loạt những cái uh, sự hướng dẫn đó ừ, có hướng dẫn nhưng mà do cái uh, thời gian ấy nó không có cho phép trong phạm vi câu hỏi trong khi đó sư đã có câu trả lời rồi thì vui lòng quay lại ở đó mà xem ha